chào quý khán giả trong kênh YouTube Út Tròn. Hôm nay dự cái lễ nhập quan của bà Nương Thị Tần. Bà đã trừ trần vào lúc 12 giờ 47 phút ngày 10 tháng 5 2023 nhằm ngày 21 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão. Bà hưởng thọ được 100 tuổi. Tuổi của bà là tuổi Ất Sửu, sinh năm 1925. Quê quán của bà ở ấp An Thiện, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Quý vị xem video này, xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Trong cái vòng tay vậy rồi. Rồi vậy giai lại. Giai lại sao rồi nó ở cái vòng tay không thức. Ừ. Rồi cái đó rồi. Tổ lên tổ đi. Rồi. Nói gia đình con cháu hay vậy mặt cụ lần cuối lên dở mặt nhìn. 6 giờ 35 phút còn là 10 phút nữa con làm gì. Thôi, cứ cấp. Rồi, cái này nó thông thở luôn đi chứ cần. Cái này là cua lên đó. Đúng rồi.
Chuẩn bị rồi, quánh quánh nè. Quánh quánh nè, vô quánh nè. Dạ.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháu dâu tận thị tiên đồng cầu hòa nguyện luôn luôn cố đỡ chờ mình tận nhất phật đưa tay giúp nghiệp chúng ta dần chính thành xem và vui dần tận độ kiên thiện và chấp lễ phẩm tam bảo có mi nhớ lời phật tổ dặn đời người chấp nén như làn điện quang thân tôi già hộp rồi tan lão sao bọt nước mơ nàng chim bao đã mang vào nghiệp đồng lao lẫn quăng ba tội lao thao sao đồ đã thân vào cõi vô cùng nào ai chẳng phải con tổ tử sanh nếu ba hơi thở tắt rồi mây mơ cỏ lọt nắng dùi thiên pha kề thềm trà chấm lễ phật tam bái hổ đi nguyện sanh về cõi bảo linh là nơi cực lạc ở miền Tây phương đến khi thọ mạng vô thường thì ngài phóng gọn hào quang quyết liền biết bao nước đức nhân viên đã về cực lạc còn thiền não trí kiện thiền ta chẳng mơ chung tình lễ phật tất tam ma bái cùng cháu họ ta già
đời đời hồn chầu phải đi ra. Nhất thể trần ai cầu từ quê, nhĩ thể tầng tám thọ kỳ tán, ngũ phục chi nhân các phục kỳ phục, kiện thiền trà chấm lễ tứ a bái à. Họ quy nhân nhất tâm phụng la thành ngài địa tạng đức chúa bồ tát. Nam mô Tiếp Dẫn Đạt.
đạo sư A Di Đà. Thời ơi mới thấy đó sao dội đành mất đó. Con cháu đây sao mà dội bỏ ra đi. Thời ơi nắng mai yên sao nắng dội sẽ chiều. Trời mới gà sao trời đằng dội. Mẹ ơi con nhớ lại công sanh thành dưỡng dục. Khi con mới mở mắt chào đời, mẹ ơi chứ còn khi con biết đòi ăn khi con biết đòi ăn thì cha mẹ là người món cho con tận muộn trao. Kính dân mẹ bác con đầy ba chúng ta đã